Các quan chức Bộ Ngoại giao và Quốc phòng Hoa Kỳ cảnh báo hôm thứ Ba rằng việc chính phủ có thể đóng cửa sẽ ảnh hưởng đến việc vận chuyển vũ khí quốc tế của Hoa Kỳ, bao gồm cả đến Ukraine và Đài Loan. Mia Resnick, phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao về an ninh khu vực, đã làm chứng trước Quốc hội rằng bà không thể nói điều gì sẽ xảy ra, nhưng trước đây, Văn phòng Chính trị và Quân sự của Bộ Ngoại giao đã không thể xử lý giấy phép mới hoặc doanh số bán quân sự mới cho bất kỳ đối tác nào, kể cả Đài Loan, trong thời gian ngừng hoạt động ngoại trừ trường hợp khẩn cấp. Đây là điều chúng tôi muốn tránh, bà nói trong phiên điều trần tại Hạ viện về hợp tác quốc phòng với Đài Loan. Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát và Thượng viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo có thời hạn đến ngày 1 tháng 10 để tránh đóng cửa một phần bằng cách ban hành các dự luật phân bổ ngân sách mà Tổng thống Joe Biden có thể ký thành luật hoặc thông qua một biện pháp chi tiêu ngắn hạn để các nhà lập pháp có thêm thời gian tranh luận. Làm dấy lên lo ngại về việc đóng cửa, Hạ viện hôm thứ Ba đã không thể tiến hành dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2024 do sự chia rẽ giữa các đảng viên Đảng Cộng Hòa của Chủ tịch Kevin McCarthy đe dọa khả năng tài trợ cho chính phủ của Quốc hội trước thời hạn. Riêng biệt, người phát ngôn Lầu Năm Góc Chris Sout cho biết việc đóng cửa có thể ảnh hưởng đến các chuyến hàng đến Ukraine. Sout cho biết trong một tuyên bố gửi qua email rằng việc cung cấp các vật phẩm, dịch vụ và đào tạo quốc phòng có thể bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm nhân sự và việc Bộ Quốc phòng đình chỉ các hoạt động không thiết yếu. Bình luận của Sout lần đầu tiên được Politico đưa tin. Tại Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba, ông Biden kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới sát cánh cùng Ukraine chống lại quân xâm lược Nga. Ông Biden đã biến việc tập hợp các đồng minh để hỗ trợ các nước như Ukraine và Đài Loan trở thành thành phần hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Quân đội Trung Quốc trong những năm gần đây đã tăng cường hoạt động xung quanh Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình. Giám đốc CIA William Burns cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo quân đội của ông sẵn sàng xâm lược vào năm 2027. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Hoa Kỳ vào thứ Năm và gặp gỡ những người đang xem xét yêu cầu của ông Biden về hàng tỷ đô la viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Theo Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.